Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức. Tham dự đại hội có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, Đảng ủy, Công đoàn Bộ Công Thương, đoàn khối các cơ quan trung ương và 120 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đoàn viên thanh niên Bộ Công Thương. Báo cáo tại đại hội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2012-2017 cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan, Đoàn Thanh niên Bộ và các cơ sở đoàn đã tham gia thực hiện tốt kế hoạch thanh niên với công cuộc cải cách hành chính, phong trào sáng tạo trẻ, ba trách nhiệm, chương trình tuổi trẻ khối cơ quan trung ương tham gia thực hiện cải cách hành chính, tổ chức cuộc thi Thanh niên Công Thương đồng hành cùng hàng Việt. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đoàn Thanh niên trong nhiệm kỳ qua và mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Bộ cần tập trung nêu cao vai trò trách nhiệm xung kích, sáng tạo của thanh niên và tổ chức đoàn trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho đoàn viên thanh niên. Các phong trào hoạt động phải thiết thực, phát huy thế mạnh, đặc thù tổ chức đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, thực hiện tốt công tác đoàn.